Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ em ơi. Ở video này thì như cái phần ở mô tả video thì chúng ta ép được một cây vũ khí mát, tốc độ đánh 30, sát thương 1 lý 50 điểm, sát thương 1 lý nội công 100%, sát thương 1 lý nội công 200 điểm, sinh lực 200 và kháng độc 25. Thì sẽ nhận được Nemmer đến từ Adder. Thì hôm nay Khải cũng xem thử mình may mắn đến đâu nè. Đó, nên là Khải làm cái video này hên xui, nếu mà được thì lưu lại khoảng khắc đó nhận tiền Adder Nemmer thôi nè. Còn không được thì anh em xem cho vui nha nè. Đó, cái này thì Khải ép thì cũng gọi là may mắn hên xui, chứ còn Khải nghĩ không có công thức gì cả. Tầm này thì server test mà, đồ thì khá là nhiều rồi. Có thể lọc được đồ này nó các kiểu nè. Là hiền tinh thì Khải lấy auto hiền tinh 10 luôn rồi. Hiền tinh phẩm chất 10 luôn nè. Đó, foil thì Khải cũng lấy foil mát hết luôn rồi. Đó anh em thấy mấy cái foil này. Đây. Mấy cái foil này. Đó, vừa rồi thì Khải ép được dòng đầu tiên mát rồi đấy. Giờ tiếp tục Khải sẽ ép dòng gì ra ta? Tiếp tục Khải ép dòng sát thương 50 điểm. Khải ép dòng sát thương 50 điểm nè. Hôm nay Khải không đánh tống kim nè. Tiếp tục dòng 2 anh em ơi. Dòng ấn 1 hay gì tên ấn một này nè. Tiếp tục lấy phúc duyên, phúc duyên đó rồi, tiếp tục rút lấy đây. Dòng này Khải sẽ lấy sát thương, sát thương dòng ấn một hiện tên 10 nha nè. Phóng thật nè. Rồi. Đa số là lấy phẩm chất 10 thôi. Mát ra được khó lắm, chứ không phải đơn giản mát đâu, sang nghĩa đi. Vào tại game thử đi. Chứ không phải là cứ 10 phẩm chất 10 là mát đâu. Phẩm chất 10 nhiều khi có 97 98 vẫn có. Nên là mình muốn dùng là luôn phẩm chất 10 luôn. Đó. Chứ còn không phải là dỡ lên đâu, không có đâu. À, bắt đầu ép 1, 2, 3, 4. Đủ thì tinh rồi ta. Thiếu thì tinh. Lấy thì tinh nào. Thiếu thì tinh. Còn em nào biết công thức nào thì cứ vào anh em. Vào kiếm number của Adder thôi. Còn mình thì ép theo kiểu của mình thôi. Rồi, một dòng mát nha. Dòng thứ hai. Dòng đầu tiên thì đơn giản thôi nè. Sát thương 50 điểm rồi nó canh rồi. Dòng thứ hai sẽ lấy ấn 1. Đó, đó là theo kiểu của mình. Kiểu của anh em như thế nào anh em có thể comment bên dưới. Rồi tiếp tục dùng sát thương một lý ngoại công. Bốn xấu rồi, mít rồi. Cái này mít rồi, như đập bỏ rồi nè. Đập bỏ làm lại từ đầu. Đó, đó phẩm chất 10 anh em, đâu phải đơn giản mát đâu, sang nghiến, thấy chưa? Nó gọi là hên xui lắm, chứ không có phải là cứ phẩm chất 10 là mát đâu. Trời ơi, 49, 48 người ta. Cày. Đầy 46 này, trời cày quá. Thôi, bỏ, tiếp tục làm cây khác. Cái này thì bỏ thôi, chứ không mát được, bỏ. Tiếp tục làm cái... đó chứ khó lắm, chúng phải đơn giản thôi. Duy Khải đang ép đùa đâu vậy Duy Khải? Anh đang đứng bà lan nghe. Rồi rớt rồi, tiếp tục làm cây hai. Ok, tiếp tục cây thứ hai nè em ơi. Cây thứ hai khám nào. Đây, cầu tiên xịt rồi. Phẩm chất 10, hình tinh 10, phúc duyên. Dòng sát thương 100% đầu tiên nha anh em. Cái nào cũng được. Anh em xem cái link bên dưới. Anh em ép được thì anh em được Nemmer thôi. Nhân phẩm hết đúng lượng. Rồi thấy chưa? Đậu xanh 95 thôi anh em ơi. Thấy chưa? Rồi bỏ tiếp cái này rồi. Làm cái khác thôi. Dòng đầu
Rồi ok, tiếp tục cái thứ ba. Bắt đầu khám nám. Cái dòng đầu tiên này hơi bị canh nè. Nãy tính ra xịt một cây, lên một cây xịt một cây. Giờ biết lần này có lên không? Lên một cây 100% là đúng rồi nè. Mà dòng 2 nó lại xịt. Còn lần này biết lên hay xịt đây. Bỏ luôn 50 phút duyên luôn. Đó, dòng 1 sát thương phần trăm nha nè. Như vậy 92% vẫn xịt đậu xanh. Uống 1000 phút duyên rồi à. Ok, vẫn xịt anh em ơi. Cái này cái thứ ba là vẫn xịt. Nó chỉ được cái đầu tiên thôi. Rồi tiếp tục nè. Cái thứ tư. Dòng đầu tiên không mà nó khó rồi ấy. Em thấy chưa? Cái thứ tư 100 không. Trời ơi 94. Toàn lời. Rồi tiếp tục cái khác. Đó nè em thấy chưa? Đâu phải đơn giản. Đó nè. Vừa rồi đổi sang cái dòng tóc đầu tiên đi. Rồi tóc đầu tiên giờ đến kháng độc. Rồi cho sát thương đi. Đang có sẵn sát thương dòng 2. Ấn 1 này. Ấn 1 này. Phục viên. Hoàn toàn là phẩm chất 10 này. Hình tinh 10, phẩm chất 10, hình tinh 10, phẩm chất 10. Khó là bị rớt. Không biết dòng sát thương này lên bao nhiêu đây. 50 thì may ra có cơ hội nữa. Rồi bắt đầu lấy. Lấy dòng sát thương. Ôi thiếu tinh. Tôi lấy mấy cái phôi phì đa vi tiêu đỡ tốn, đúng đỡ tốn chỗ. Hình tinh 10 nha anh em, hình tinh 10 cho nó cũng là sát thương hình tóc 10 nè. Đó hình tóc 10 bây giờ ép kiếm thủy tinh này. Thủy tinh. Rồi ok đủ rồi. 2 4 6 6 cộng rồi. Nhiều quá. Bỏ bớt mấy thủy tinh đi. Kéo dòng 2 nè em ơi. Cảm nạm sát thương 50 nha. Phẩm chất 10 này, hiện tinh 10 này. Phục viên này, phun tử này. Rồi, dứt. Không biết 50 không đây. 46, đục. Khó lắm anh em ơi. Đục, tính là chua vãi cảnh nội. Rồi, tiếp tục lần càng khác thôi. Lần này Khai sẽ lên top 30, độc sắc đi. Top 10 độc sắc, rồi những dòng dưới tính xong. Ok, đứng ở đây là cái thứ 7 nè. Dòng đầu tiên thì top 30 thì đơn giản rồi. Giờ đến lần này thì Khải nghĩ lấy cái dòng kháng độc thì Khải nghĩ nó cũng đơn giản thôi. Vì ép nãy giờ mấy cái dòng kia chua quá. Này Khải sẽ lấy kháng độc. Bỏ bớt thì tinh vô nó khỏi chặt rương nè. Chén sẽ lên. Tinh 10 chứ chén ra phần chất 10. Rồi phần chất 10 nè. Rồi lấy thì tinh ép cái dòng kháng độc. Kháng độc thì nghĩ chắc lên phát 1 rồi nè. Đó, được hai ép luôn cho nó nhanh. Kháng độc thì không còn suy nghĩ. Kháng độc là cứ vô là full thôi, không còn suy nghĩ nữa.
khỏi tử luôn. Đó, đó là ẩn mộ nè. Hai dòng này đơn giản rồi. Đó, thắng độc nè, 25 đúng chưa? Giờ tiếp đến Khả sẽ lấy dòng gì ra ta? Sát thương sinh lực. Sinh lực. Thôi lần này lấy sát thương đi nè. Lần này lấy sát thương nha. Lần này Khả dùng 3 Khả lấy sát thương. Sát thương 100%. Rồi bắt đầu lấy lấy sát thương 100% anh em ơi. Chuyện 2. Rồi. Ép luôn, khám nạm như nè. Tiếp tục dùng dùng tóc rồi, độc sát rồi, kháng độc rồi chứ. Cho đến dùng sát thương anh em ơi. Dùng này mà lên 100% là thành công 3 lần. Đó. Cùng đồ còn tùy vào độ may mắn nữa anh em ơi. Không biết là mát được hay không. Chưa biết được. Mới được 2 dòng thôi. Phun tử luôn đi. Ở đâu lần này tử nó lại cho mình may mắn lên 100% sao. Đây nha anh em, 2 dòng rồi ấy. Nói chung thì 2 dòng này cả lấy nó đơn giản thôi. Còn ép cái dòng sát thương đầu tiên tính ra lúc nãy nó rất tê tu luôn. Chưa lên lần nào. Còn lần này bắt đầu sát thương này. Sát thương dòng hiện 2. Nếu lên 100% là ok. Vô. Dùng tử với lụng thôi bà Lam, ok. 98 đồ xanh. Ơi à, mất cả chì lẫn chài là mày đụng 98. Nhỏ thiệt chứ. Ôi sốt. Không thành công. Tiếp tục lại thôi anh em, làm lại thôi. Ok, anh em muốn ép luôn dòng 4 thì ép luôn. Đó. Đây. Dòng 3 mít rồi anh em. Mà anh em muốn ép ép luôn. Ép luôn cho nó hoàn thiện một cao cho anh em xem. Đây, phẩm chất 10. Phẩm chất 10 nha anh em. Full nha anh em, gọi là phẩm chất 10 là full toàn tập rồi. Thì bỏ 7 tử 32 phút duyên vô. 50 không? 48 vắng xịt, không thể lên được. Không thể lên được. Ok, tiếp tục dòng thứ 5. Dòng em là sinh lực. Dòng thứ 5 là sinh lực nha anh em. Sinh lực là phải lấy đồ cho anh em xem. Sinh lực. Sinh lực. Ép thử ép test nha anh em. Sinh lực. Nội lực vút. Nội lực vút. Thở lực vãi nổ. Thở lực. Trời canh quá. Tìm phôi thôi. Nó đổ hết chỗ chứa trời. Không giờ ăn nào em ơi, đủ chua vãi. Trước bên server kia khai ép được 5 dòng, nó là dòng xấu xịt. Rất tiếc, mức server này ép nãy giờ chua quá. Sinh lực nè, hôm nay dòng này lấy tiếp tục sinh lực. Đây, sinh lực đây rồi. Ok, ép luôn một lần cho anh em xem. Đây, sinh lực bắt đầu là sinh lực hiện 3 nè. Sinh lực hiện 3 nè. Thẳng lên. 1, 2, 3, 4. Thì tên. Lấy nè. Lấy dòng sinh lực nha anh em. Hiện 3 nè. Thì tên nè. Bỏ bớt mấy gì dừng làm này. Tí nữa ép mới cần ép chỉ cần tử với lục là được rồi. Đây là một sinh lực nữa nè. Sinh lực nha. Á chù gơ thiệt. Không cho ép một kỹ năng vốn có nè. Anh em xem có thông tin bên link bên trên nè. Không ép kỹ năng vốn có được. Rồi coi sinh lực này được 200 không. Chung là khá là chua. Ép mà được full ọp luôn, hơi bị kênh. Này
phun tử luôn, không chơi không chơi phúc duyên luôn, không chấp 10 rồi nè. Đó sinh lực 200 không, trời 192 vẫn rất là khó và đơn giản nè. Rồi tiếp tục Khải sẽ lấy cái phôi sát thương vật lý 200, sát thương vật lý nội công 200, rất là khó và đơn giản luôn nè. Đây dòng 6 nè, đây dòng 6 sát thương vật lý nội công. Rồi 2, 4, 6 thiếu thì thân cho phun tử nè. 2, 4, 6, 7 Thiếu. Rồi vô phần cuối vậy. Chấp 10 nè, chân tinh 10 nè, phun tử nè. Giai đoạn lấy thì lấy cỡ nào cũng phẩm chấp 10 thôi nè. Giai đoạn là vì mình xài hiện tinh 10 á, nên là auto ra 10. Còn giai đoạn khảm thì chấp mạng. Giai đoạn khảm thì mình phải phun tử. Rất ngồi đây dòng cuối. Nói dòng này rất là khó lắm và đơn giản thôi. Anh em nào muốn trải nghiệm, muốn 5 triệu thì cứ vào game thử nè. Các bạn thường vào game thử rồi ép tương đối thôi. Đem nhóm có thể lấy được 5 triệu thì cứ vào game thôi. Đó. Trời ơi, mít toàn tập anh em. Tính ra khó vãi nồi. Ok, dừng lại tại đây để Khải tiếp tục qua kia sang bot cái rồi tiếp tục quay lại ép anh em ơi. Không phải đơn giản đâu. Bắt đầu quất cái nỏ nè. Má xịt nãy tê tu luôn. Phùng phẩm chốc 10 nè. Mày sẽ ép sát thương dòng 1 tiếp tục. Đấy tính là ép gần 10 cây. Gần 10 cây chứ được 1 cây nè. 10 cây chứ được 1 cây sát thương vật lý 100% dòng 1. Còn lại toàn xịt. Đó, đây dòng đầu tiên nữa. Chín bốn đậu xanh. Chịu rồi, cái này kinh quá. Ép dòng tóc trước thì cũng được nhưng mà đến dòng 3 nó lại mít. Quá. Ok anh em nha, bây giờ thì Khải chuẩn bị luôn một lần ép luôn nên khỏe nè. Đây. Đó. Hiện tại bây giờ đây là phôi mới nè. Sát thương vật lý phần trăm dòng 1 nè. Rồi sát thương vật lý ngoại công dòng 2 âm ấn 1 nè. Đó. Rồi tốc độ đánh hiện 2. Rồi phòng độc ấn 2. Sinh lực ấn 3, sinh lực hiện 3. Rồi sát thương vật lý ấn 3. Đó, lần này Khải ép luôn một lần. Lên. Biết lên mắt hay không thì thử thôi nè. Rồi đâu khảm nạm. Khảm nạm anh em. Đây. Từ tích thủy tinh rồi nè. Tinh còn thủy tinh còn tinh tinh hồng không thật nè. Kim tinh không thật nè. Rồi, vô. Ép là cái mới nè. Thử cái này nó như thế nào đây. Phẩm chất 10 hoàn toàn nè. 16 phúc duyên. Lần này sẽ ép full luôn 6 dòng thử cái nỏ nó như thế nào nè. Chứ không biết nó mát được hay không nha. Nếu mát thì càng tốt nè. Đó. Dòng đầu tiên sẽ là sát thương vật lý. Dòng 1. Biết lên hay không nè. Chín tư phần trăm. Quá khó nè. Quá khó. Tính ra dòng 1 tính ra Khải ép 15 cây rồi. Đúng 1 cây được 100% thôi. Thôi lỡ rồi cứ tiếp tục mà tiếp ẩn 2 cho anh em xem, cho anh em biết. Cái này đến ẩn 1 nè. Cái này ẩn 1 nha nè. Hiện 1 thì nói chung là mid rồi. 94 là gọi là mid rồi nè. Không được mắt. Mà Khải bằng ép tiếp tục thử ra cái nỏ này 6 dòng thử như thế nào nè. Ừ khó quá. Rồi tiếp tục đánh dòng sát thương lý điểm rồi. 49 điểm. 49 điểm rồi nè. 49 điểm. Rồi tiếp đến rồi lấy vài viên thị tinh nữa ép tiếp dòng tốc độ đánh.
khó, không phải đơn giản đâu, nó còn khó. Ôi chà chà. Rồi tiếp tục. Khám làm dòng tốc độ đấm nè, tốc độ xuất chiêu. Tốc độ đánh hình tinh 10 nè, phôi nè, tốc độ đánh xuất chiêu, tốc độ xuất chiêu nè, rất khó luôn. Biết tầm này ai ép được mắt nhiều chưa, này rất khó nè. Cũng 994 à. Rồi tiếp tục, dòng tóc là mát rồi, dòng tóc là mát là chắc rồi, tại vì dòng này thì mát thì cảm thấy dòng tóc thì thường thường nó rất là dở mát. Rồi phẩm chất ẩn ẩn này là kháng độc khả nghi cũng mát nữa, kháng độc khả nghi với cái tầm ép thị tinh này, khả nghi kháng độc với dòng tóc thì rất là dở mát đó, rất là dở mát. Vấn đề là những dòng trước thôi, còn dòng tóc với dòng kháng độc thì thầy thấy một cái vũ khí là rất dở mát. Đó, bị kháng độc 25 chắc chắn luôn. Yếu là có hai dòng đầu nè. Đó, kháng độc 25, đúng chưa? Rồi tiếp tục đến sẽ là dòng sinh lực. Dòng sinh lực nè. Bỏ mất thì tên này chậm quá. Rồi đã dùng sinh lực nha nào. À, từ từ thiếu niềm tin. Sinh lực nè, phẩm chất 10 nè, phúc duyên nè, hình tinh 10 nè, hình tinh 10 là cục đầy cũng thuộc tính 10 luôn. Chúng là mát toàn tập rồi, nhưng mà nó vẫn không mát được, không ra mát được. Cái mát nó cũng phải hên xui nữa nè, chua lè chỗ lát luôn nè. Ép cho nó đủ một cây cho nó vui nè. Trời, sinh lực 185, không thể nào mà mắt 200 được, rất khó. Rồi tiếp tục dòng cuối, dòng cuối sát thương nội công nha nè, sát thương nội công. Thì dòng đầu thấy xịt là thấy chặt rồi mà, điều khải ép full cơ cho nó đẹp rồi nè, ép full cơ cho nó đẹp. Trăm tám bảy rất khó, phải đơn giản nè, khó mà mát quá, mát hoàn toàn nè, khó mà mát quá. Này thì nói chung là chỉ được cái dòng tốc độ này với dòng kháng độc đó, hai dòng đó thì Khải thấy ép lúc nào cũng mát đó. Còn lại những dòng như là sát thương lý phần trăm, sát thương lý điểm sinh lực, rồi sát thương lý nội công rất là khó mát. Này anh em xem hai cây tương đối không, rất là khó mát. Đây trước là cây phi đao này đó nè, rất là khó. Dòng tóc với kháng độc thì Khải thấy lúc nào cũng full, lúc nào cũng full. Mấy dòng kia rất khó. Ép thử đá phẩm chất lên hả? Không có đá phẩm chất nữa nè. Này thì mà trong này nó đâu có đá phẩm chất đâu. Đây nè, nói chung là nãy giờ ép quá là khó nè. Còn này là lần trước ở cụm server Hành Sơn Khải công test á. Khải test thì Khải hôm đó Khải test được 4 dòng nè, đó. Cuối cùng thì nó không có mát được. Cuối hình như là Khải bị xịt, Khải cho anh em xem. Không có Khải bị xịt. Đó, lúc này là bên server Hành Sơn lúc đầu cũng trải nghiệm kiểu FF rồi nè. Nhưng mà lúc đó chỉ có một người được thôi. Một người được thôi. Tầm này thì chua quá. Đó, anh em thấy không? Đó là hồi trước server Hành Sơn ấy. Tầm này thì Khải ép nãy giờ hơn mười mấy cây rồi, không ra được anh em.
Ơi, ok anh em nha, nói chung thì Khải trải nghiệm đến đây là Khải thấy là rất là chua. À, mong sao có anh em nào mà mắng, mong sao có anh em nào may mắn thì nhận được 5 triệu từ Adder nè. Đây, Khải ép hết rất là nhiều cây, Khải đến ép đến bây giờ khoảng 20 mấy cây rồi nè, 20 mấy cây rồi. Đó, thì Khải chỉ được như thế này thôi. Đó, như cây này thì thường thường thì tốc độ với kháng độc thì nó auto mát rồi nè, rất là đơn giản. Đó, rồi anh em nhìn qua cây bên này, đó thấy chưa, tốc độ kháng độc cũng mát. Còn lại những dòng khác như là sát thương vật lý phần trăm, sát thương vật lý ngoại, rồi sinh lực, rồi sát thương vật lý nội công, nó rất là khó mát. Mà không biết cái bí kíp nào mà đỡ mà mát thì anh em có thể comment ở dưới phần mô tả video. Trong thì công thức thì anh em biết thì cứ chia sẻ cho vui, anh em nào chưa biết thì có thể làm theo. Còn hiện tại bây giờ hiện tại server test cho đến ngày 14 nha anh em, anh em vẫn còn cơ hội nhận 5 triệu từ Adder nha. Nếu như anh em ép mát hoàn toàn 6 dòng đó, những cái dòng như Khải đỡ cái link bên dưới, anh em chỉ cần ép mát 6 dòng thì anh em hên xui anh em có thể nhận ngay phần quà 5 triệu vì đồng đồng anh em. Đó, dạ thôi, rất đơn giản nhưng mà rất là khó anh em. Có lẽ là hên xui thôi nhưng rất là khó. Đây, còn đây là cái cho anh em xem lại cái đầu server trước của Khải cũng ép như thế này, đỡ tìm anh em, cho anh em xem nào. Đó, ở lần này thì Khải ép bên server đó, Khải ép được 4 dòng đó thì thôi. Bây giờ nói chung thì cái bí kíp thì cũng Khải cũng xài lại theo bên này mà cũng nó không đúng được anh em, nó vẫn sai. Nhưng là video này thì Khải cũng có up trên kênh, đang có thể xem lại trên kênh. Còn lần này qua bên này thì cũng cố gắng làm lại những cái chiến thuật như vậy nhưng mà nó vẫn có cái gì đó khác thay đổi chứ nó không có giống những server trước nữa. Rồi, nói chung thì anh em xem video đừng quên cho một like chia sẻ nha. Chung là Khải ép được tầm đó là Khải còn bó tay.com nữa nè. Đó, ép nãy giờ hơn 20-30 cây rồi. Chung là thời gian ép test còn khá là nhiều. Hôm nay mới ngày 12 thôi, thì anh em có thể ép đến ngày 14 lận nè. May mắn anh em nhận 5 triệu nha. Xin chúc mong rằng sẽ có người trúng giải trong cái đợt test ép vũ khí lần này nha. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều.